Xin chào các bạn nhé. Tiếp tục ngày hôm nay tụi mình lại đi chặt chuối nha các bạn. Bây giờ mình đang đợi thằng em nó đi. Giờ mình đi trước. Tại vì ngày hôm nay là tụi mình cho xe đi. Đấy, ngày mai mình mới chặt nha các bạn. Đấy. Mong anh em sẽ theo dõi tụi mình đến ngày mai nha. Ngày hôm nay thì tụi mình đưa xe. Đấy. Đưa xe rồi ngày mai mình mới chặt. Tại vì các bạn cũng biết là bữa nay nó mùa mưa, đường rất là trơn và xấu và lầy nữa. Từ con đường mà đường bê tông qua rẫy thì phải chắc phải hơn 2 cây nữa. Hơn 2 cây. Quá là khổ, lầy mà. Tuy nhiên cho xe đi trước. Ngày mai mình mới chặt nha. Anh em theo dõi nha. Chuối nha các bạn nha. Qua đường lầy các bạn. Mưa mây tạnh luôn các bạn ạ. Xe không mà đã như vậy rồi, biết chơi chuối như thế nào nữa. Tới rẫy rồi các bạn ạ. Đấy đây này, bên đây là đấy của mình nha. Vì đây trên đấy kia luôn. Còn bên đây là của ông già này các bạn. Đấy, từ đây đấy kia là của ông già hết. Cái đấy bên đây là của mình. Chuối bắt đầu xanh. Mùa mưa nó bắt đầu xanh rồi các bạn.
vừa mây xanh, đường rất là trơn luôn. Hôm nay mình đưa xe rồi mai mình mới chặt nhá. Sáng mai lên trang sớm. Xong công việc buổi chiều ngày hôm nay. Trời đã ấp ù này. Chuẩn bị mưa tiếp. Giờ đang trời nắng. 2 giờ chiều. Rồi chào bạn nhá. Cuối cùng thì mình cũng đã xong. Đã tới rẫy của bạn. Đi từ 1 giờ mà tới 2 giờ mới tới cái rẫy. Tại vì mưa mới tạnh nên đường rất là trơn luôn. Của mình đi đưa xe ngày hôm nay. Rồi chào bạn nha.